đá bóng đấy, mình nghiện chơi đến tuần này. Lại xem sách rồi. Ông thế đùa. Quay mở đường. Còn đối mặt như Neymar lại dứt điểm ra ngoài. Lại xem sách rồi. Ông lại thế thì đùa, đi xem bóng đá người ta phải giữ hình tượng, ông lại ngó nghiêng như thế thì không được. Lên một thái rất là bóng bẩn hơn vậy nhỉ. Liệu không ai quay mẹ tụi Yo. Thế này, anh chỉ làm lý lắm với nhau. Anh đùa tí thôi. Thế lại thế này, mày thấy chưa? Anh nói anh kia bà là anh làm mà. Mày thấy thằng này quay kìm quá.